Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, Hy Hữu, một cựu đại đức Phật giáo được một linh mục công giáo trừ quỷ. Cách thức mà ma quỷ xâm chiếm linh hồn, những dấu hiệu như ghét những điều thánh thiêng, nói những tiếng lạ, có sức mạnh phi thường vượt xa khả năng tự nhiên của con người, hiểu thấu về những điều được che đậy hoặc giấu kín là cách để nhận biết một người bị quỷ nhập hay không. Thưa cộng đoàn, xin lưu ý rằng cả người làm video và tác giả đều không có ý xúc phạm đến tôn giáo bạn. Video có ý muốn chia sẻ nhằm mưu ích cho phần dỗi của mọi người và vì tính tế nhị, chúng con xin không đưa hình ảnh của anh Thắng. Trên trang cộng đoàn Thánh Andre Dũng Lạc, Linh mục Gioan Bautista Đinh Thanh Sơn, ngài kể lại câu chuyện có thật như sau. Anh Thắng, một cựu đại đức của Phật giáo, là người rất ao ước được giải thoát và cuối cùng Chúa đã cứu anh. Cả ba video này đều do anh Thắng đem lên mạng để làm chứng cho Chúa và là một lời chứng đầy giá trị cho những ai muốn thực sự theo Chúa Giêsu. Sự thể, anh Thắng được rửa tội vào đêm vọng phục sinh ngày 4 tháng 4 năm 2015. Cuộc giải cứu lần thứ 3 cho anh Thắng được thực hiện 4 ngày sau đó, ngày thứ 4 mùng 8 tháng 4 năm 2015, hôm sau ngày lễ cưới của anh, mùng 7 tháng 4. Ma quỷ là đứa tinh danh và xảo trá, nó hứa sẽ ra khỏi anh khi anh được làm con Chúa. Nhưng sau khi rửa tội, nó vẫn ở lì trong anh. Anh được rửa tội, được rước mình Thánh Chúa, được rước máu Thánh Chúa, nhưng ma quỷ vẫn chưa chịu buông tha anh. Trước ngày rửa tội hơn một tháng, ma quỷ đánh phá anh Thắng tới độ anh tuyên bố mấy lần không muốn rửa tội và làm đám cưới ở nhà thờ nữa. Tuy chúng tôi đã căn dặn anh hãy cẩn thận về chuyện đánh phá này, tới đây chúng tôi cũng đề nghị các bậc làm cha mẹ hãy nhanh chóng rửa tội cho con cái mình khi mới sinh ra, để con cái mình được Thiên Chúa làm chủ đời sống, chứ không phải ma quỷ là chủ của các cháu. Lần giải cứu thứ ba này được thực hiện vào chiều ngày thứ tư tại nhà nguyện của trụ sở cha bảng. Lúc này, cha đang bận việc ở bệnh viện nên chưa về. Việc xảy ra quá nhanh khi tôi gặp anh trong nhà nguyện này. Lúc đó chỉ có anh Thắng, vợ của anh và tôi. Sự việc xảy ra trong vòng mấy phút đồng hồ. Khi sự việc xảy ra rồi thì vợ anh Thắng mới lấy máy điện thoại di động để quay. Tôi chắc chắn là anh đã được giải thoát vì sau đó, khi được đặt tay, anh không còn bị ngất xỉu nữa. Khi uống nước phép, anh cũng không có triệu chứng khó chịu nữa. Và sau này được rước mình máu Thánh Chúa, anh cũng không còn hiện tượng ngất xỉu như đêm vọng phục sinh hoặc ngày lễ cưới của anh tại nhà thờ La Vang, Houston, Texas. Tưởng nên nhắc lại, trước lễ cưới ngày 7 tháng 4, anh Thắng gặp tôi trước thánh lễ và xin cầu nguyện vì anh cảm thấy rất mệt trong người. Tôi vừa giơ tay trên anh thì anh đã bất tỉnh rồi. Trong lúc thể hôn, cha xứ rảy nước thánh trên đôi nhẫn cưới, vài giọt nước thánh đụng vào anh cũng xỉu ngay tại chỗ. Và khi anh rước máu Thánh Chúa, anh cũng xỉu chừng vài phút. Theo tra khảo, ma quỷ tuyên bố đã nhập vào anh cách hợp pháp bởi vì anh đọc kinh cho nó. Trong buổi giải cứu thứ ba này, chúng tôi cẩn thận hơn để hỏi ma quỷ đó là kinh gì. Nó trả lời chúng tôi 4 kinh sau đây. Và thưa cộng đoàn, do 4 kinh này có liên quan đến tôn giáo bạn, vì tôn trọng nên chúng con không nêu ra đây. Và một môn thiền, môn pháp cũng làm cớ cho chúng nhập vào anh. Và khi té nằm xuống trên tấm thảm của nhà nguyện, anh Thắng không còn biết những gì xảy ra. Cả ba lần giải cứu đều như vậy. Sau khi hồi tỉnh, chúng tôi mới nói lại cho anh những sự việc xảy ra và thật đúng với những gì mà quỷ nói về anh. Tác giả: Linh mục Gioan Bautista Đinh Thanh Sơn. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.